Thái Lan và Campuchia ngày hôm qua đã đưa ra tranh chấp biên giới tại khu vực quanh ngôi đền cổ Prayut Vihear, nơi từng xảy ra các vụ xô xát đổ máu giữa hai nước láng giềng, ra Tòa án Công lý Quốc tế tại Hà Lan. Tòa án Công lý Quốc tế đã bắt đầu các phiên điều trần kéo dài một tuần liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền khu vực xung quanh đền Prayut Vihear giữa Thái Lan và Campuchia. Hai năm trước, Phnom Penh cũng đã đề nghị tòa án trên làm sáng tỏ một phán quyết của tòa án này năm 1962 về các tranh chấp quanh ngôi đền cổ. Tòa án Công lý Quốc tế dự kiến sẽ phải mất vài tháng mới có thể đưa ra phán quyết về vụ việc. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2011, 10 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Prayut Vihear và các vụ xô xát gần đó hồi tháng 4 năm 2011 khiến 18 người chết. Tòa án Công lý Quốc tế sau đó ra phán quyết yêu cầu cả hai nước phải rút quân. Nhưng kể từ giữa năm 2011 đến nay, căng thẳng giữa hai nước xung quanh vấn đề của ngôi đền cổ đã giảm bớt sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền.